Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Khoa Cát và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi xin lần lượt gửi đến quý vị những phần tin thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và showbiz. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết ngay sau đây. Mở đầu là phần tin thế giới. Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp song phương vào trưa ngày hôm nay bên lề hội nghị thượng đỉnh khối G20 đang diễn ra tại Osaka, Nhật Bản. Đây là sự kiện được cả thế giới theo dõi thật sát sao với hy vọng là nó sẽ phá vỡ thế bế tắc giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu của thế giới. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump nói là ông hy vọng cuộc đàm phán với ông Tập sẽ mang tính xây dựng, nhưng ông khẳng định là ông không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào sẽ hoãn áp dụng các mức thuế quan. Khi được hỏi là ông có hứa với ông Tập sẽ tạm hoãn áp thuế trên 300 tỷ Mỹ kim hàng hóa của Trung Quốc trong 6 tháng hay là không, Tổng thống Trump đã khẳng định rằng không. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng chí ít ra thì cuộc gặp với ông Tập ngày hôm nay cũng sẽ có hiệu quả. Hãy chờ xem điều gì xảy ra và cuộc họp sẽ mang lại kết quả như thế nào. Trong khi đó thì Bắc Kinh cũng đã có giọng điệu hết sức cứng rắn trước thêm cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố trong cuộc họp báo vào hôm 27 tháng 6 khẳng định rằng nhân dân Trung Quốc không sợ bất cứ kẻ xấu hay áp lực nào cả. Chúng tôi sẽ không chấp nhận lời đe dọa. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nổi tiếng với lập trường diều hâu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không đặt kỳ vọng vào triển vọng đạt được thỏa thuận trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập và cáo buộc rằng đe dọa của Mỹ đã làm xấu đi triển vọng của cuộc gặp gỡ lần này và các cuộc đàm phán thương mại sau đó. Tờ báo này cũng dẫn lời các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng chính Tổng thống Donald Trump mới là người đang cần một thỏa thuận hơn ai hết vì nền kinh tế Mỹ đang tổn thương và rằng cuộc gặp lần này diễn ra theo yêu cầu từ phía Mỹ chứ không phải từ Bắc Kinh. Bài báo khẳng định là trừ khi Hoa Kỳ đưa ra những nhượng bộ lớn, Trung Quốc sẽ không lùi bước trước những yêu cầu then chốt. Theo giới phân tích thì họ Tập không cần phải tái đắc cử trong năm tới, thế nhưng ông Trump thì cần. Và khi có thêm thuế quan và chúng gây phương hại tới nền kinh tế của Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán sẽ tuột dốc, mà ông Trump thì muốn thị trường chứng khoán phải tăng trở lại trước thềm cuộc bầu cử. Iran tuyên bố cuộc họp khẩn cấp về thỏa thuận nguyên tử chưa đáp ứng được kỳ vọng của nước này. Cuộc họp khẩn cấp tại Vienna tuy đã đạt được những bước tiến trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận nguyên tử với Iran, nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục Tehran ngừng tuân thủ một số giới hạn nhất định đối với nguyên liệu nguyên tử. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với các nhà ngoại giao Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc là những nước còn lại trong nhóm P5+1 đã ký thỏa thuận với Tehran năm 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Iran ông Abbas Araghchi tuyên bố, sau cuộc họp dài hơn 3 tiếng đồng hồ mà nhìn chung là tích cực và mang tính xây dựng, tôi chỉ có thể nói rằng nó vẫn chưa đủ để đáp ứng những kỳ vọng của Iran. Tuy nhiên, tôi sẽ báo cáo lên giới lãnh đạo cao cấp tại Tehran về những bước tiến đã đạt được trong cuộc họp và họ sẽ ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Ông cũng nói thêm rằng công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại của châu Âu INSTEC là một cơ chế được thiết lập nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại của châu Âu với Iran, đồng thời tránh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ hiện đã được đưa vào hoạt động và các vụ giao dịch đầu tiên đã được thực hiện. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ vì các nước châu Âu vẫn không mua dầu của Iran. Đây vốn là một đòi hỏi chính yếu của Tehran trong thỏa thuận nguyên tử năm 2015. Vào cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố Tehran sẽ có các bước đi quyết đoán hơn nếu các nước còn lại trong nhóm P5+1 không thể bảo vệ được Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp, đại diện phái đoàn Trung Cộng phản đối hành động đơn phương áp đặt trừng phạt của Washington với Tehran và khẳng định là Bắc Kinh sẽ tiếp tục nhập cảng dầu mỏ của Iran. Đặc phái viên của Mỹ về Iran, ông Brian Brook, nói là sẽ tìm hiểu về tin dầu thô của Iran được vận chuyển sang Trung Quốc. Ông cảnh báo bất kỳ nước nào nhập khẩu dầu thô của Iran sẽ phải hứng chịu các lệnh trừng phạt và sẽ không có ngoại lệ.
Liên Âu và Nam Mỹ đạt được thỏa thuận hiệp ước thương mại tự do sau 20 năm đàm phán. Liên minh châu Âu và khối các nước Nam Mỹ Mercosur đã đạt được thỏa thuận về một hiệp ước thương mại tự do sau 40 vòng đàm phán kéo dài trong suốt nhiều chục năm trời, nhằm mở cửa thị trường của hai khối này trong thời điểm chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng trên toàn cầu. Theo thỏa thuận về mặt giảm thuế, đây có thể được xem là hiệp ước thương mại sinh lợi nhiều nhất của Liên Âu từ trước cho tới nay, với khoảng 4 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 4,5 tỷ Mỹ Kim tiền thuế được tiết kiệm đối với hàng xuất cảng, tức là cao gấp 4 lần so với thỏa thuận với Nhật Bản. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu để báo tin mừng, đại diện thương mại của Liên Âu là bà Cecilia Malmström nói rằng thỏa thuận lần này là một khoảnh khắc lịch sử. Trong khi đó, thì đại diện của khối Mercosur, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, ông Jorge Faurier, thì ca ngợi thỏa thuận vừa đạt được đã thể hiện cam kết hội nhập đa phương, cởi mở thị trường theo thương mại tự do và các nguyên tắc. Cả hai khối đã tiến hành những cuộc đàm phán cách đây đúng 20 năm và gần đây đã tăng cường nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận sau khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử tại Mỹ, đã khiến cho Liên Âu đóng băng các cuộc thương thuyết với Washington và tìm kiếm những đồng minh thương mại toàn cầu khác. Liên hiệp châu Âu trước đó đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Nhật Bản và Mexico và gần đây khối này đã bắt đầu thỏa thuận tương tự với Canada. Hoa Kỳ gia tăng các biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela nhắm vào con trai của Tổng thống Maduro. Chính quyền Trump đã gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách ban bố các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào con trai của ông ta là Nicolásito Maduro. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin, người đang tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du đến Osaka, Nhật Bản, để tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G20 ra tuyên bố cáo buộc Nicolásito Maduro đã tham gia vào việc tuyên truyền và kiểm duyệt thu lợi bất chính từ các mỏ dầu của Venezuela và đã giúp gây áp lực buộc quân đội phải ngăn cấm các chuyến hàng viện trợ nhân đạo không được đưa vào lãnh thổ Venezuela. Thông cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cáo buộc là Tổng thống Maduro đã dựa vào con trai của ông ta và những tay chân thân tín khác của chế độ để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ, đàn áp dân chúng, bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục nhắm vào những thân nhân, bà con họ hàng, đồng lõa của các quan chức chính quyền Maduro đã trục lợi bất chính. Trong ngày nhóm họp đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Donald Trump đã nêu vấn đề Venezuela với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người ủng hộ ông Maduro, và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người ủng hộ ông Juan Guaido, thủ lĩnh phe đối lập tại Venezuela. Biểu tình rầm rộ tại Yemen chống Mỹ và chống Israel. Nhiều ngàn người Yemen ủng hộ phe Houthis đã xuống đường tại thủ đô Sana'a biểu tình chống Mỹ và Israel, hai quốc gia mà họ cáo buộc là đang hỗ trợ cuộc chiến của Liên minh các nước Ả Rập do Saudi dẫn đầu chống lại phe Houthis. Người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu như là đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Israel, nguyền rủa dân Do Thái và vinh quang cho Hồi giáo. Nhiều người đã dẫm đạp và đốt cờ của cả Hoa Kỳ lẫn Israel. Bộ trưởng thông tin của chính phủ Houthis, ông Defuya Al-Shami cũng lên án hội nghị thượng đỉnh hòa bình thịnh vượng cho Palestine và các nước Ả Rập vừa được Washington tổ chức hồi đầu tuần này tại Manama, thủ đô của Bahrain. Ông nói là tất cả những kẻ đã tham dự hội thảo này đều là quân phản bội chống lại Palestine, khối Ả Rập và cả thế giới Hồi giáo. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, hội nghị Manama đã khai mạc dưới sự chủ trì của ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, nhằm mục tiêu huy động được khoảng 50 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho người dân Palestine trong những dự án về cơ sở hạ tầng, giáo dục, du lịch và thương mại. Một số quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh đã đến dự, thế nhưng chính quyền Palestine và giới doanh nghiệp của nước này đã vắng mặt vì họ cho rằng sự kiện này đã bỏ qua khía cạnh chính quan trọng của cuộc xung đột hiện nay giữa Palestine và Israel. Tanzania dừng dự án xây bến cảng 10 tỷ Mỹ Kim vay vốn Trung Quốc vì sợ mắc bẫy nợ. Chính phủ Tanzania đã vừa đình chỉ một dự án hải cảng trị giá 10 tỷ Mỹ Kim vì lý do tài chính không công bằng. Theo kế hoạch, bến cảng tại Bagamoyo được kỳ vọng là sẽ là cảng lớn nhất ở Đông Phi, vượt qua cả cảng Mombasa ở nước láng giềng Kenya và sẽ được điều hành bởi một công ty Trung Quốc. Kế hoạch xây dựng cảng cũng bao gồm một khu công nghiệp với các tuyến đường sắt và đường bộ dẫn đến một khu vực mới để khai thác dầu khí. Tổng thống Tanzania, ông John Magufuli tuyên bố, các điều khoản tài chính mà Trung Quốc đưa ra là những điều khoản bóc lột và không rõ ràng. Họ muốn chúng tôi cho họ bảo lãnh trong 33 năm và thuê cảng trong 99 năm, và chúng tôi không được thắc mắc về việc ai là người đầu tư ở đó một khi cảng đi vào hoạt động. Trung Quốc muốn lấy đất của chúng tôi làm của riêng họ, trong khi chúng tôi phải trả tiền cho họ để xây dựng cảng đó.
Bắc Kinh đang phải đối mặt với những phản ứng bất lợi về sáng kiến vành đai, con đường đầy tham vọng của họ tại nhiều quốc gia nghèo khi chính phủ các nước này bắt đầu hủy bỏ các dự án hợp tác. Cảng Hambantota của Sri Lanka đang là một cảnh báo cho nhiều quốc gia khác. Sau khi chính phủ Sri Lanka phải chật vật xoay sở để trả nợ hàng tỷ Mỹ Kim, Bắc Kinh đã sử dụng chiến thuật để có được hợp đồng thuê lại cảng này tới 99 năm để đổi lấy việc trả khoản nợ. Nhiều nước châu Phi nay đang xem xét lại các dự án hạ tầng cơ sở với Trung Quốc, bao gồm các dự án xây dựng đường sắt ở Ethiopia và Kenya. Hôm 27 tháng 6, tòa án ở Kenya cũng quyết định tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy điện than trị giá 2 tỷ Mỹ Kim của Trung Quốc. Tổng thống phi luật Tân hâm là sẽ bỏ tù những ai dám luận tội ông. Tổng thống phi luật Tân ông Rodrigo Duterte hâm dọa sẽ bỏ tù các đối thủ chính trị đòi luận tội ông. Ông Duterte đang bị dư luận trong nước chỉ trích vì đã binh vực Trung Cộng trong một vụ tàu đánh cá Philippines bị tàu của Trung Cộng đâm chìm trên vùng đặc quyền kinh tế của Manila hồi đầu tháng này. Ông Duterte đã lặp lại lập luận của Bắc Kinh nói rằng đó chỉ là một tai nạn, không phải là một vụ đâm tàu có chủ ý. Ông còn cố tình giảm nhẹ tầm quan trọng của sự hiện diện của ngư dân Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nói rằng ông cho phép sự hiện diện đó vì tình thân hữu giữa hai nước. Một thẩm phán hàng đầu và cũng là cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines đã lên án lời biện hộ của ông Duterte là vi hiến và là căn cứ để ông này có thể bị mang ra luận tội. Trong một cuộc họp báo vào hôm 27 tháng 6, ông Duterte đã bực mình chửi như tát nước, nói rằng luận tội tôi à, tôi sẽ tống giam tất cả bọn chúng, cứ thử luận tội tôi đi, tôi sẽ bỏ tù ngay, đồ chó, tôi thách mấy người làm điều đó đó, mấy người thật sự muốn buộc tôi phải hành động hả? Được, bọn chó có ngon thì làm thử đi. Theo một bản phúc trình vừa được công bố hồi tuần này, những lời lẽ hăm dọa và ngôn ngữ hung hăng đi kèm với những cáo buộc phóng đại chống lại các đối thủ chính trị của ông Duterte có thể cấu thành những hành động cố ý bịt miệng giới chỉ trích và làm suy yếu các cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực. Người đứng đầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet đã ra khuyến cáo rằng dân chúng Philippines đã lên tiếng về những lời đe dọa công khai của các quan chức chính phủ đang đối mặt với nguy cơ bạo lực thực sự tại Philippines. Châu Âu nóng kỷ lục với nhiệt độ cao nhất mọi thời đại. Pháp đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở nước này từ trước tới nay với nhiệt độ lên đến 45,9 độ C được ghi nhận tại Galagher-Montier, là một ngôi làng nhỏ ở miền Nam. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Météo France, đây là nhiệt độ cao nhất ở Pháp từ trước đến nay, vượt kỷ lục 44,1 độ C hồi tháng 8 năm 2003. Nhiều vùng ở miền Nam nước này đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ, với 12 thị trấn đạt kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại, trong đó có 3 nơi nhiệt độ đã vượt trên mức 45 độ C. Một số trường học buộc phải đóng cửa, các hoạt động văn hóa ngoài trời đều bị hủy bỏ. Giới hữu trách cũng tăng cường việc giám sát tình hình sức khỏe của các cụ cao niên trong những viện dưỡng lão, cũng như của những người vô gia cư. Tình hình thời tiết nắng nóng cực độ cũng đã gây nên nhiều vụ cháy lớn tại một số nông trại. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, một thanh niên 17 tuổi ở Cordoba đã bị sốc nhiệt sau khi làm việc ngoài đồng và đã chết tại bệnh viện vào hôm thứ Sáu. Nhiều vùng ở miền Đông Bắc và miền Trung, nhiệt độ cũng lên hơn 42 độ C, với 8 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ. 19 tỉnh khác, trong đó có thủ đô Madrid, được đặt trong tình trạng báo động cam. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Ban Nha đã được ghi nhận vào chiều ngày 27 tháng 6 tại khu vực Basque, lên đến 44,7 độ C. Trên khắp châu Âu, chính phủ các nước Đức, Hy Lạp, Bỉ, Áo, Ba Lan cũng nâng cảnh báo về nguy cơ nhiệt độ vượt quá 40 độ C khi các kỷ lục về tháng 6 nắng nóng nhất trong lịch sử vừa được xác lập. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự đoán năm 2019 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử, và rằng tuy vẫn còn quá sớm khi cho là tình trạng nắng nóng hiện nay tại châu Âu là do biến đổi khí hậu, nhưng chắc chắn là nó có liên quan đến tác động của khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Và vừa rồi là các bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.